Hello mọi người, hôm nay mình giới thiệu cái bo Huxin này, chỉnh tốc độ trong và tốc độ ngoài và chỉnh định tâm đó. Giả sử như trường hợp mà hiện tại mà thường thường cái bo là hỏi nghe 07 là do cái định tâm mình nó, một là nó dồn, hai là nó bị lỗi. Thường thường á, cái chui này nè, cái chui này ta gọi là chui chui đầu dò, nghĩa là chui định tâm. Ở dây xe mình rút ra mình đạp thử nè, đó là xe nổi lỗi nghe 07 đây. Ở trường hợp đó mình phải lắp ngược lại đó, lắp ngược lại đó. Rồi giờ tắt máy đi nè, khởi động lại đó, là chạy lại bình thường đó. Còn ở đây là B nè, B nghĩa là chỉnh tốc độ ngoài nè. Máy lốp S hiện tại giờ tốc độ ngoài là 5.000. 5.000 thì mình hạ xuống là dấu trừ nè. Hạ xuống là dấu A nhé. Bấm lốp S hạ xuống nè. Đó, còn muốn tăng lên bấm nút B nè. Đó, nút B nè. B tăng lên. Đó. Rồi bây giờ thường mình chỉnh tầm cỡ 3.000 thôi. Đó. Đó. Đó là tốc độ ngoài, còn mình muốn phá tốc độ trong mà công nhân muốn bấm lên chữ 01 mà lên 7-8 ngàn đồ cũng vẫn chạy con số đó, là mình phải vô 122 đó. Trước khi mình vô khóa tốc độ trong là phải tắt máy, cái tay tắt máy, cái tay mở máy lên đó. Tại sẽ vô 1-1-2-3 nè. Đó, sẽ vô 123. Sẽ vô 123 này. Đó, là đồng thời lúc đó là mình trừ nó xuống. Mình trừ nó xuống còn 122. 122 đồng thời lúc đó là khóa tốc độ trong của bo Huxin này. Đó, bấm nút F. Đó, hiện tại giờ tốc độ 3.000. Bấm 4.000 lên thử đi. 5.000 đi. Nhớ lưu nút F nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy, mở máy lên là mình chỉnh ở ngoài thử coi nó lên đó. Giờ vô B1 5.000 này, giả sử như mà B1 chỉnh 5-6.000 rồi thì mình khóa tốc độ trong là 122 à. 122 là sẽ chạy cũng 3.000 à. Đó. Đó, đó là các trường hợp chỉnh tốc độ trong và chỉnh tốc độ ngoài. Còn mà giả sử như mà trường hợp mà chạy mà nổi nghe 0000 á, là mình bấm hình mũi tên này nè, mình tắt máy mình vô chương trình 1 242, vô chương trình 200. Trước khi mình chỉnh là phải đèo miếng cốc mét nè, tại giờ 123 phải không, đèo miếng cốc mét lên chừng nào 242 nha. Cái tay mở máy lên đó, mình
số chương trình không 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 này đó, trường hợp đó mình vô mật khẩu là 1, 2, 6 nè, 9 nè, đó mình bấm nút S nè, rồi mình lại giờ vô lại chương trình 242 này. Vô chương trình 242 nha mọi người, là sẽ tắt cái 4 con số E và 4 số 0 đó. Đó rồi bấm vô S nè, thì tại đang on rồi bấm lên hộp. Đó bấm nút S tắt máy. Đó rồi mở máy lên. Đó rồi bây giờ mình sẽ vô chương trình nè. Đó là nó sắp đi phá rồi. Đó. Vậy thôi. Đây là mấy số chương trình này. Mấy số chương trình này ít sử dụng lắm. Thường thường số chương trình 47 là đổi dòng đề máy. Ở đây là chỉnh tắt dao nè. Tắt dao mở dao nè. Đó. Tắt dao nè. Đây là tắt dao, giả sử như mà mình không muốn xài dao cắt chỉ á là mình tắt tắt dao. Đó. Còn bây giờ muốn cho kim cắm lên này. Cho kim dở lên phải lấy bằng đàm nè. Đó. Em tắt đây. Còn đây là kim ngắm xuống, lúc mà đang may mà điểm dừng là cho kim ngắm xuống, mình bấm ngắm xuống thôi. Còn đây là lúc mà dở chân dịch lên là lúc mà gần máy lại là kim với chân dịch đồ là dở đồng thời cùng một lúc nè. Tắt nó đi. Đó. Còn mọi người chúc mọi người thành công nha. Nhớ đăng ký ủng hộ mình và những video tiếp theo nha. Rồi tạm biệt mọi người.